Xin chào các bạn. Có một nơi mà chúng ta rất lo lắng, sợ hãi, không bao giờ chúng ta muốn rời xa cả. Đó là thế giới của bên kia. Trong cuốn sách Trở về từ cõi sáng sẽ giúp bạn thấu hiểu được những điều tuyệt vời mà chúng ta không cần thiết phải lo lắng như vậy. Và ngày hôm nay thì Hà xin chia sẻ điều này qua bài thơ mang tên Nếu một ngày. Nếu một mai tôi trở về với cát bụi, người thương tôi xin đừng quá đau buồn. Tôi đã sống một cuộc đời rực rỡ, như hoa kia nở rộ lúc xuân về. Ngày tôi về với đất mẹ xa muôn vạn dặm, tôi chẳng còn nắm được tay của người thương. Dẫu luyến lưu biết bao nỗi niềm, tôi gửi vào tiếng gió giữa trời mây lồng lộng. Nếu một mai tôi về miền đất lạ, người thương tôi ơi, đừng khóc nhé, nghe không? Tâm hồn tôi sẽ khắc khoải những ngóng trông, hồn lưu luyến chẳng rời xa được trần thế. Ngày tôi về với Chúa, với tình yêu của đấng cứu thế, với những điều còn mới lạ chưa quen. Người thương tôi ơi, xin hãy sống thật bình yên, tôi sẽ ở trong tim người muôn kiếp sống. Ngày tôi trở về với cõi sáng mênh mang, người thăm tôi xin tặng khúc kinh cầu, tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ, để hồn tôi nhẹ bước nơi thiên đàng. Chúc cho các bạn có thật nhiều trí tuệ và bớt đi những lo lắng không cần thiết.